Trong tập trước, Vương Lâm đánh nhau với Hồng Điệp, muốn lấy mạng của nàng, cuối cùng Hồng Điệp liều mạng mở ra truyền tống trận bỏ trốn, nhưng nàng cũng bị Vương Lâm xin nhẹ mất một cánh tay. Trong lúc đó, lão quái anh biến kỳ Chu giật trong lúc đánh nhau với đại trưởng lão Thi Âm Tông, vì thiêu đốt sinh mệnh mà nhất thời ngộ ra ý cảnh, đột phá vấn đỉnh. Tuy nhiên thọ nguyên đã hết, trước lúc chết hắn giao bộ tiên thi nhờ Vương Lâm bảo quản, đổi lại tên đại trưởng lão Thi Âm Tông kia bị ép làm nô tài cho Vương Lâm. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha tiên nhân cũng thường thôi hắn cười ha hả ha. hai tay vỗ phía trước người một cái một luồng ánh trước điện quang xuất hiện ở trong tay luồng điện quang này lóe lên một cái không ngờ hóa thành hình thanh kiếm được lão già hai tay nắm chặt lấy lập tức điện quang từ thanh kiếm này phát ra từng trận tiếng động ù ù giữa không trung nhằm hướng cô gái áo trắng rít gào kéo tới cô gái áo trắng thần sắc như trước như thường nàng than nhẹ đối mặt với điện quang của thanh kiếm đang bay nhanh tới nàng lại nâng tay phải lên điểm về phía trước một cái chẳng qua lúc này đây trên thân thể của nàng lập tức tràn ra một lượng lớn tử khí đình nhi để ta ra thôi hơn hai ngàn năm tiên khí của ngươi nếu sử dụng toàn bộ sợ là cuộc đời này ngươi không thể thức tỉnh lại từ thân mình của con kim long đang quay xung quanh nàng truyền ra một thanh âm trầm thấp trước khi thanh kiếm tiên thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được nàng hạ tay xuống lập tứ kiếm quang như tia chớp kia tan vỡ lão giả áo xanh không ngừng lùi lại về phía sau lúc này hắn chỉ cần kết xuất hơn 200 trăm quầng sáng là hóa giải được công kích vẻ hưng phấn trong hai mắt hắn càng nồng đậm đúng lúc này đàn kiếm cuối cùng từ hư không xuyên qua bay đến dung nhập vào một tiếng kiếm ngân vàng từ bên trong kim quang truyền ra kim long thứ tư đã được ngưng thật lại cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh hai tay vừa động lập tức toàn bộ bốn con kim long xoay quanh trước người nàng bàn tay nàng điểm nhẹ một cái kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra lộ ở trong một kiếm tên có kiểu dáng cổ kính cái điểm tay này làm cho từ khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm tiên khí hơn hai năm tích lũy dĩ nhiên được nàng sử dụng vào việc này nếu không cần phải tích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho chu giật thì dưới cái điểm tay này lão già áo xanh chắc chắn phải chết kiếm hồn của vũ kiếm thứ hai kiếm tiên cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng sáng lấp lánh bằng nắm tay theo thân kiếm tiên bay ra trên người cô gái áo trắng tử khí quá nặng bàn tay nàng bắt lấy luồng sáng lấp lánh này rồi ném hướng về mi tâm có làn hắc vụ trên một con kim long bên cạnh người mất đi luồng sáng kiếm tiên lập tức mất vẻ lóng lánh từ giữa không trung rớt xuống thanh kiếm này rơi xuống lập tức khiến ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía tập trung lại lão già áo xanh lại xông người lên lúc này hai tay hắn kết thành ấn hạ xuống sau khi ngưng tụ ra hư ảnh của mười đạo kiếm quang liền vung tay lên kiếm quang lập tức bay ở trước người người này hét lớn một tiếng bay nhanh tiến đến đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra người này chính là người đàn ông trung niên mà trên đường đi từng đánh một trận với vương lâm và sát hổ trong nháy mắt ba tinh thạch màu máu ngưng tụ trước người bị hắn thúc đẩy toàn bộ lực lượng hướng lão già áo xanh phóng tới lão già áo xanh nghiêng mắt nhìn thấy không nói lời nào bàn tay to của hắn vung lên hướng đến huyết tinh sát khí bạo người đàn ông trung niên lập tức quát phanh 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 ba tiếng nổ lớn huyết tinh lập tức nổ tung ra bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn phía trong là một màu đen kịt một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra nhằm vào lão già áo xanh chụp một cái thiên vận tử người nếu ngăn trở ta đoạt kiếm thì khi trở lại thiên vận tinh hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm sau khi lão giả áo xanh nhìn thấy bàn tay kia lập tức biến sắc quát đồng thời thân hình hắn chợt lóe lên né tránh bàn tay to nhằm cô gái áo trắng bay nhanh đến bàn tay kia đuổi theo sát phía sau không tha đồng thời từ bên trong cơn lốc xoáy một thanh âm tăng thương truyền ra lang thiên hậu kiếm tiền phải có duyên mới lấy được người nếu có thể đoạt lấy tất nhiên là có duyên thiên vận tử thân hình vương lâm chấn động mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm vào bàn tay thần lớn kia trầm mặc không nói lão già áo xanh sắc mặt âm trầm hắn nhanh như tia chớp gần như trong chớp mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng bàn tay to kia hướng về kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính mới được ngưng kết kia chọc tới nhưng tại nháy mắt hắn đang muốn bắt lấy lập tức một thân ảnh so với tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần từ trong đám người xung quanh lao ra chợt lóe một cái đoạt lấy kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính kia trước một bước cầm ở trong tay rồi lùi lại bay ra xa ha ha lăng thiên hậu bốn thanh kiếm tiên thiên mặc tử ta không tham chỉ lấy một thanh cáo tử thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia. người này so với lão già áo xanh thì sớm đến trước một bước. trước giờ ẩn náu ở trong đám người, đến giờ phút này mới ra tay, một chiều liền đoạt lấy kiếm tiên. thiên mặc tử, người dám đoạt đồ vật của ta, thiên bạc tinh của ngươi chờ đại la kiếm tông ta diệt sát đi. lão già áo xanh tức giận giống lên, tốc độ của thiên mặc tử quá nhanh, hắn tự nhận không truy kích được nên chỉ có thể chừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa. ha ha, lang thiên lão nhi, một trận quyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được lúc nào ta cũng hoan nghênh đại giá tới. Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão già áo xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn, trong hư không phía trước không ngờ xuất hiện một hắc động, người này chui vào hắc động biến mất khỏi tiên giới về tới thiên bạc tinh của hắn, tốc độ thật nhanh, so với tinh la bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần. Vương Lâm hít sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh, cô gái áo trắng xem ra cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm trên một kim long khác ở bên cạnh người, kim long kia lập tức rên rỉ một tiếng, kim quang tiêu tan hóa thành một thanh kiếm tiên uốn lượn hình con rắn bay ở giữa không trung lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên bàn tay to thuận thế hướng về phía trước chộp lấy lúc này phía sau hắn bàn tay to do thiên vận từ biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt tay phải điểm một cái lão già áo xanh hét lớn một tiếng nương người phía trên có tiếng động kèn kẹt rồi tức khắc vỡ nát trước ngực hắn lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen lão già phun ra một ngụm tiên huyết nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ không đổi hướng về thanh kiếm tiên chộp tới trên thân thể cô gái áo trắng tử khí dĩ nhiên nồng đậm tới cực điểm ánh mắt nàng lộ ra tia bi ai, hạ giọng nói người muốn lấy kiếm này thì ta cho người nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy trên thanh tiên kiếm hình con rắn này trong nháy mắt lão già áo xanh bắt lấy một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện bị cô gái áo trắng bắt lấy trong tay rồi hướng về phía mi tâm kim quang ấn một cái kiếm này đã thuộc ta Lão già áo xanh cười ha hả chịu đựng sự đau đớn ở ngực, ông lấy thanh kiếm tiên hình con rắn, sau một chút do dự liền lùi lại, bàn tay tôi phía sau đang chộp tới hắn lập tức lệch sang một bên tránh ra, tiếp theo không hề chộp tới mà lại lui lại ra phía sau bắt lấy Vương Lâm và sắt hổ, hai người từng có tranh chấp với người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về bên trong lốc xoáy biến mất, ở thời khắc biến mất, trong lốc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của thiên vận tử, "Lăng Thiên Hậu, ngươi đoạt được kiếm tiên chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi, tự giải quyết cho tốt." lão già áo xanh cười ha hả ha, ánh mắt trượt lóe rồi dừng lại trên người cô gái áo trắng âm trầm nói công kích của người càng lúc càng yếu tiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu xem ra người là bề trên của tiên nhân lão phu không muốn giết người bất quá kiếm hồn của hai thanh kiếm tiên còn lại người cũng không thể lấy được kiếm tiên không có kiếm hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi chỉ không có phép thần thông bên trong cần phải tế luyện thêm lần nữa cô gái áo trắng trong mắt lộ vẻ bi ai sâu đậm tay phải lại điểm ở trên một con kim long con kim long kia rít gào một tiếng hóa thành một thanh kiếm lớn bay lơ lửng ở giữa không trung lão già áo xanh ngửa nhẹ một cái thân mình vừa động tay trái hướng về thanh kiếm này chộp lấy cô gái áo trắng than nhẹ tay phải điểm vào mi tâm tức thì các tiên lực còn lưu giữ lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn xương ước chừng mười trượng thân hình lão già áo xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài hắn quát một tiếng tay phải vung kiếm tiên lên hùng hàng va chạm vào màn xương màn xương này lập tức lay động nhưng vẫn chưa tan vỡ. Lão già áo xanh không thể nào cam tâm vội nhanh chóng huy động kiếm tiên, thậm chí sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên màn xương này. Sau khi phóng thích tiên lực còn lại này, hai mắt của cô gái áo trắng chậm rãi nhắm lại, cả người nàng lập tức bị tử khí dày đặc bao phủ, chu giật, thiếp không phải là tiên quân thực sự, tiên quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì, thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một tàn hồn, hơn 2.000 năm thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng khoảnh khắc nguyên thần chàng bốc cháy, thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra bởi sự si tình của chàng cảm ơn nếu có kiếp sau thiếp hy vọng thiếp không còn là tàn hồn để chàng còn có thể ở bên cạnh thiếp trong mi tâm một con kim long cuối cùng từ làn tử vụ kia truyền ra một tiếng rít gào đầy bi ai đình nhi thân mình cô gái áo trắng chậm rãi ngã xuống nàng gắng gượng nâng cánh tay phải lên nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái u luồng sáng lấp lánh từ trong thân kiếm bay ra chậm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng rồi dung nhập vào làm xong hết thầy việc này trên miệng nàng lần đầu tiên lộ ra một cái cười mỉm vui vẻ, rất đẹp, cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Pháp thuật tiên ý, ngươi không thể che đậy được người ngàn năm si tình, mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng ta mang lại kỳ tích. Sự si tình của chàng kinh động trời, tình cảm của chàng xúc động đất, vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng, vì chàng thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này. Tam sinh hữu hạnh, thiếp và chàng ước hẹn kiếp sau, nhớ đừng quên, kiếp này, không từ trong tử vụ của mi tâm con kim long cuối cùng truyền ra một tiếng giống thảm thương ngay sau đó một luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làn tử vụ kia lao ra hóa thành hình dáng của chu giật trên đỉnh đầu chu giật bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp cuối cùng hình thành một hư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể chu giật cả người hắn lập tức phát ra kim quang vạn trượng chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta có cảm giác dịu dàng mà là một cảm giác thật đau thương con kim long kia sau khi chu giật lao ra liền lập tức sụp đổ trong các điểm sáng lấp lánh một thanh đoàn kiếm mà cô gái vừa dùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng cô gái áo trắng nhắm hai mắt lại cả người nằm xuống theo cái chết của nàng màn xương ở bốn phía tan biến vì sao vì sao nàng phải làm như vậy chu giật ta đã chết sao nàng vì ta làm như vậy nàng chết ta sống ta sống nàng chết chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này sao không chu giật muốn ôm chầm vào thi thể của cô gái nhưng vào thời khắc hắn đụng vào thi thể cô gái thì thi thể ấy trở nên trong suốt, hắn liền ôm phải khoảng không, ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn có thể kinh động đến trời, có thể rung động đất, thi thể cô gái xuyên qua thân thể hắn rơi xuống phía dưới, màn sưng biến mất cùng liên quan đến là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống dường như bên trong có sự dìu dắt, hai thanh kiếm tiên này vờn quanh người thi thể của cô gái, hạ xuống, nhìn thi thể cô gái không ngừng rớt xuống, hai mắt chu giật lộ vẻ đau đớn đến cùng cực, đình nhi, ta không phải tên là đình nhi tuy nhiên cái tên đình nhi này ta rất thích ta là một cái tàn hồn vì sự si tình của chàng mà sống lại lão già áo xanh giận dữ quát một tiếng thân mình hướng về hai thanh kiếm tiên bên cạnh thi thể cô gái chụp tới cùng lúc đó hai mắt hắn có chút kiêng kỵ quét mắt liếc nhìn chu giật một cái vương lâm từ xa thấy một cảnh như vậy trong lòng hắn trào dâng xuất hiện một tiêu bi ai sinh tử nàng sống hắn chết sinh tử này chính là một loại khác của vật ý trong giây phút này vương lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra đạo gia có mây coi nó là núi thì nó là núi coi nó là sông thì nó là sông ở nơi này vương lâm tự mình lại có thể ngộ ra được xem sinh là sinh xem tử là tử cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất ý cảnh năm đó lúc ở tại liên minh bốn phái khi vương lâm nhìn thấy bốn phái bị tuyết vực quốc tiêu diệt nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ hóa thần ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh khi cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá sống hay chết thường thường chỉ sự cách biệt có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người, có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có gì khác biệt thì có khác gì đã chết. Vương Lâm trong mắt càng lúc càng tỏa sáng, Chu Giật chết khiến cho Đình Nhi sống lại, Đình Nhi chết lại khiến Chu Giật sống. Trong sinh tử này cũng là tạo hóa cho người, nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt mà là lấy một loại khác sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ trong lòng. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử, trong mắt Vương Lâm bừng lên một màu sáng lặng, hắn hiểu rõ. Trên người hắn Dũng mãnh hiện ra cỗ khí tức dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử, trong giờ phút này ý cảnh sinh tử của hắn tự nhiên lớn mạnh vượt bậc, Vương Lâm hít sâu, hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có đột phá, Hóa Thần trung kỳ, không còn xa nữa nữa, từ Hóa Thần trở đi khi có lĩnh ngộ về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi, một khi ý cảnh đột phá như vậy trong vòng không quá 10 năm tu vi sẽ đột phá theo, cái này giống như một cái bình chứa, nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong nó tự nhiên cũng chỉ bằng vậy nhưng khi ý cảnh đột phá cũng giống như cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay nhưng bây giờ đã bỏ đi khống chế nên có thể tăng trưởng. Khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá. Lúc này kiếm tôn lăng thiên hậu của đại la kiếm tông bay với tốc độ rất nhanh, bàn tay hướng với cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới. Mục tiêu chính là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ. Chu giật ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng, thể xác và tinh thần hắn trống rỗng không có chút ý niệm nào trong đầu hành động của lão già áo xanh giống như thả viên đá vào trong nước lập tức khiến Chu giật trở nên phẫn nộ thân mình hắn vừa động cánh tay phất một cái lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện cả người hắn hóa thành một kiếm ảnh thật lớn tốc độ nhanh như tia chớp xít gào kéo đến trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện trời đất trở nên u ám mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ lão già áo xanh biến xác không dám đoạt lấy kiếm nữa hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ kiếm quang này một cỗ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy không chút do dự lão già áo xanh lập tức xoay người hét lớn một tiếng hai tay tạo thành chữ thập lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người đẩy mạnh một cái về phía chu giật các kiếm ảnh lập tức phóng tới phanh kiếm quang của lão già tan vỡ hắn phun ra một ngụm tiên huyết dấu tay màu đen trước ngực hắn lập tức khuếch tán lớn lên thêm gấp bội tiên chỉ quá mức bá đạo lão phu hôm nay thụ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi hiện đã lấy được một tên kiếm thôi vậy thân mình lão già áo xanh lùi lại về sau không nói hai lời tay phải hướng sang bên cạnh xé một cái, lập tức trong hư không vỡ ra một lỗ hồng thật lớn, hướng đến của chỗ nứt kia đúng là vị trí của đại la kiếm tông thiên vận tinh, thân hình hắn chợt lóe đang muốn chui vào bên trong. Lúc này kiếm ảnh do chu giật hóa thành tốc độ thêm nhanh, đi kèm với tiếng rít gào kinh người điên cuồng tấn công đến, sắc mặt lã giả đại biến, hắn không nói hai lời xoay người tiến vào cái khe, cùng lúc đó tay phải của hắn nhất vẫy một cái. Kỳ lân thú vẫn đang nằm trên mặt đầu liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cùng với hắn biến mất trong khe hở cái khe đó nhanh chóng khép lại nhưng kiếm ảnh do chu giật hóa thành trong nháy mắt khi cái khe khép lại đã vọt vào kiên quyết đuổi theo không giết được người này thề không trở về đại kiếp của đại la kiếm tông cũng bắt đầu từ đây mọi chuyện phát sinh cực nhanh cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi cai khe biến mất bốn xung quanh cũng yên tĩnh trở lại hơn một trăm tu sĩ còn lại đều nhìn về thi thế của nữ tử và hai thanh tiên kiếm bên cạnh nàng hô hấp của mọi người lập tức dồn dập hẳn lên nhưng ngay khi thân thể nữ tử kia rơi xuống đất hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía vương lâm đang đứng trong đám người kia vương lâm ngẩn ra cắn răng phất tay phải một cái xuất ra một cái bảo tháp nữ thi kia lấy lên cùng với hai thanh tiên kiếm liền tan biến trong bảo tháp lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều truyền về phía vương lâm trong những ánh mắt này tràn ngập vẻ tham lam sắc mặt sất hổ bên cạnh vương lâm lúc này âm tình bất đỉnh một lúc lâu sau hắn cười khổ lui lại vài bước không nói lời nào ánh mắt vương lâm âm trầm thu hồi bảo tháp hắn không ngờ cuối cùng nữ thi và cả tiên kiếm lại bay trở về. Do vậy hiện giờ hắn đã trở thành kẻ địch của mọi người, vị đạo hữu này, hai thanh kiếm tiên kia ngươi cho ta một thanh, tám người hỗn nguyên tông chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi đây, được không? Lúc này một lão giả mặc hắc y tiến lên, trầm giọng nói, phía sau hắn có bảy người, trong mắt họ đều lộ vẻ tham lam, không ngừng bước mà tiếp tục tiến tới, ba người là hóa thần hậu kỳ, tám người là hóa thần trung kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Tu sĩ bốn phía không có người nào tu vi dưới hóa thần kỳ, lực lượng này căn bản là hắn không thể chống cự. Hỗn Nguyên Tông đã là gì? Đạo hữu, nếu ngươi đưa ta một thanh kiếm tiên, thiên ma môn chúng ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi. Một trung niên nam tử mặc áo lam tiến tới vài bước, khinh miệt nhìn mấy người Hỗn Nguyên Tông, nói: Hỗn Nguyên Tông, thiên ma môn chẳng qua chỉ là tiểu tốt mà thôi. Hai thanh kiếm tiên này thiên kiếm phái chúng ta nhất định lấy cả. Một chàng cười dài vang lên ngay sau đó một bóng người từ trong đám người lao ra phóng về phía vương lâm người này vừa động liền kích động cả toàn bộ cả trăm tu sĩ vọt tới vương lâm nhướng mày giờ phút này người kia đã tới gần hắn trông đã già nua tóc xám ánh mắt lộ vẻ tự tin tu vi của hắn là hóa thần trung kỳ khi hắn phóng tới gần ánh mắt vương lâm lóe lên hắn biết nếu giờ mình lùi lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thần sắc hắn ung dung giơ tay phải lên hướng người này điểm một cái sinh tử ý cảnh lập tức ầm ầm tuôn ra lão giả tóc xám kia thân thể vừa tới gần lập tức ánh mắt sững lại ngón tay đối phương không có chút linh lực nào ba động nhưng lại có một cỗ ý cảnh đánh tới ý cảnh hóa thần sơ kỳ mà cũng dám múa may trước mặt lão phu sao lão giả lộ vẻ khinh thường thân thể không dừng lại ngược lại còn tăng tốc lão biết rõ công kích bằng ý cảnh chính là loại thủ đoạn đặc biệt của tu sĩ hóa thần kỳ nhưng loại công kích bằng ý cảnh này cực kỳ nguy hiểm chỉ hơi sơ suất là tâm thần sẽ đại loạn chẳng qua lấy ý cảnh hóa thần sơ kỳ để công kích một tu sĩ hóa thần trung kỳ thì chẳng khác nào lấy trứng thoại đá muốn chết lão giả nhe răng cười ý cảnh trong nguyên thần trật động muốn diệt sạch ý cảnh của đối phương ánh mắt vương lâm bình tĩnh trong miệng khẽ thốt thế nào là sinh giờ khác này trong lòng hắn cảnh tu sĩ hóa thần kỳ của liên minh tứ quốc như thiêu thân lao vào lửa máu đỏ cả tuyết vực lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng ý cảnh đánh thẳng vào lão giả áo xám đang lao tới sắc mặt hắn đại biến hắn lập tức nhận ra ý cảnh người này có chút quỷ dị ý cảnh của mình dùng toàn lực không ngờ lại không thể ngăn cản được chỉ trong nháy mắt cả tâm thần của hắn dường như đã dung nhập vào trong thiên địa luân hồi trong sự kinh hãi hắn lập tức lùi lại nhưng chưa chạy được vài bước khóe miệng đã xỉ máu tươi không nói được một lời khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống mặt đất ở phía sau vương lâm bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xám bên trong quầng sáng này một tầng khí xám từ từ tàn ra hình thành một bức tranh thật lớn chẳng qua bức tranh này vẫn chưa ngưng thật lại mà là cực kỳ mơ hồ giống như nếu có cơn gió thổi qua sẽ làm tan biến mất trong bức tranh này chỉ có hai màu đen trắng có vẻ đơn điệu nhưng bức tranh này vừa hiện ra khiến mọi người ở bốn phía sững người lập tức dừng lại ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đây là loại ý cảnh gì người này lấy ý cảnh hóa thần loại gì vậy bức họa trắng đen này vì sao khiến ta có cảm giác kinh hãi vậy luân hồi đây là bức tranh sinh tử luân hồi hai màu trắng đen mặc dù đơn giản nhưng màu đen này đại biểu cho sự chết chóc màu trắng này đại biểu cho sức sống thân ảnh của vương lâm đứng trước bức tranh cực lớn này có một loại cảm giác giống như thiên đạo luân hồi hắn nhìn lão già áo xám trong miệng phát ra thế nào là tử lão già áo xám phía sau đột nhiên thoáng hiện một loạt hư ảnh trong hư ảnh này có thể nhìn thấy có hai lão nhân tóc bạc phơ thân thiết nhìn một người đàn ông trung niên thân hình đang quỳ trên mặt đất bộ dạng người trung niên và hai lão nhân này có chút tương tự rõ ràng là bộ dáng tuổi trẻ của họ ý cảnh của người này chính là hiếu nhưng lập tức hư ảnh này tan vỡ Thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh của hai màu trắng đen, lão già áo xám thân thể run lên, hai mắt trợn ra, từ mồm lại phun ra một ngụm to tiên huyết, cả người lập tức bắt đầu uể oải, hai mắt ảm đạm không còn sức sống, ý cảnh của hắn bị phá, đạo tâm bị cưỡng ép tiêu diệt, tu vi hóa thần kỳ đã không còn ý cảnh, lập tức giảm xuống, Vương Lâm than nhẹ, thân mình tiến về phía trước một bước, ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm của lão già, phanh, đầu của lão già lập tức biến thành các mảnh huyết nhục bay bốn phía, thân mình hắn lập tức ngã xuống tuy tu vi của ta chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng thời điểm vừa rồi ý cảnh lại tiến tới hóa thần trung kỳ ý cảnh sinh tử đạt tới trình độ tầng thứ hai đến hồng điệp hóa thần hậu kỳ ta còn dám đánh một trận huống chi là người ánh mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị hướng về bốn phía dưới cái nhìn này mọi người ở bốn phía đều trầm mặc nhưng trong mắt của họ sự tham lam cũng không có nửa điểm biến mất bọn họ xem ra ý cảnh của vương lâm tuy nói là hùng mạnh nhưng chỉ có một người thì hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ ánh mắt vương lâm bình tĩnh nhẹ giọng nói ngươi như thế nào mà còn không hiện ra lời này của vương lâm vừa buông ra trên không trung lập tức có tiếng động ù ù một cái quan tài lớn xuất hiện đột nhiên quan tài này bay vút lên cao rồi ầm một cái nện xuống phía trước người vương lâm mấy trượng một luồng sóng không khí lan tỏa ra bốn phía xung quanh tức thì các tu sĩ đều nhảy lùi lại trên sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc phía trên quan tài một lão già ngồi khoanh chân sau khi xuất hiện người này lập tức nhìn vương lâm không chớp mắt ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp người biết ta ở đây lão già chậm rãi nói Vương Lâm thần sắc như thường, cười nói, đương nhiên, trên đường đi ngươi vẫn bám theo ta. Lão già hừ nhẹ một tiếng, thi âm tông, tu sĩ ở bốn phía tức khắc nhận ra, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh kêu lên. Cái từ thi âm tông vừa phát ra lập tức đại bộ phận người ở đây khẽ biến sắc, cút ngay, lão già nhấn mày, trong lòng có chút phiền muộn, tay phải hắn phất một cái, hai tu sĩ ở phía trước gần hắn nhất lập tức miệng phun tiên huyết, thân hình giống như bị một lực lượng mạnh va chạm, bị ném ra ngoài rất xa, anh biến tu sĩ bốn phía lập tức hít sâu tất cả đều lui lại phía sau lão già thi âm tông đảo mắt nhìn về phía vương lâm đột nhiên nhếch miệng cười nói tiểu tử kia chúng ta thực hiện cuộc giao dịch thế nào ta giúp ngươi đem những người này giết đi ngươi cấp cho ta một ngàn năm tự do trong ngàn năm này ta không đi tìm ngươi ngươi cũng đừng không có việc gì mà bóp nát nguyên thần của ta như thế nào vương lâm cười nói một ngàn năm quá dài hơn nữa trong vòng ngàn năm này nếu ta chết thì như thế nào lão già ngần người ra hung hăng cào cấu mái tóc trên đầu rồi nói phi lão tử vì ngươi mà làm nếu ngươi không sống được ngàn năm há ta chẳng phải bồi táng một nguyên thần hay sao lúc này đây rốt cục lão già cũng nghĩ tới vấn đề này hai mắt đỏ bừng trong nội tâm một sự buồn phiền nồng đậm khiến hắn có chút phát cuồng hắn hung hăng chừng mắt liếc nhìn vương lâm một cái thân mình vừa động lập tức nhằm tu sĩ ở bốn phía đánh tới cả đám tu sĩ lập tức lui về phía sau đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này với tu vi của bọn họ để đối mặt với một tu sĩ anh biến trung kỳ thì căn bản không có nửa điểm chống cự đây đúng là một trận đồ sát sất hổ ngơ ngác đứng nguyên một chỗ một đám tu sĩ đang vây quanh bỗng nhiên ngã xuống người nào cũng bị giết rất thảm tâm thần đại chấn vương lâm thần sắc từ đầu đến cuối vẫn như cũ hắn lẳng lặng nhìn bốn phía không nói một lời hồi lâu lão già trở về trên người hắn phát ra sát khí dày đặc làm không khí xung quanh dường như đỏ hồng lên nhìn vương lâm chằm chằm một hồi lâu rồi tay phải vung lên về phía trước miếng ngọc giản lập tức hóa thành điện quang bị vương lâm bắt ở trong tay trong vòng ngàn năm vì người ta xuất thủ cho một lần người hãy cố gắng mà sống sót cho tốt lão già nói xong xoay người một bước thân hình bao gồm cả quan tài bay lên trời biến mất không thấy nữa vương lâm trầm mặc một chút vỗ túi chữ vật la bàn bay ra thân hình hắn nhảy lên ngồi lên trên quay đầu liếc mắt nhìn rất hổ một cái rồi nói rất hổ huynh lên đây đi chúng ta quay về chu tức tinh rất hổ hít sâu thân hình bay lên trên la bàn nhìn vương lâm cái miệng mở ra muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại vì một lý do gì mà không nói nên lời. Hắn lui ra phía sau vài bước, sau khi lui lại xong lúc này trong lòng hắn giao tình giữa hai người mới trỗi dậy. Vương Lâm không nói năng gì, không chế la bàn tiến vào hư vô, hướng phương vị về vị trí lốc xoáy bay nhanh đi. Hồi lâu sau đó trên tinh la bàn, rất hổ hạ giọng nói, cảm ơn. Vương Lâm mỉm cười gật đầu không nói, hắn biết rất hổ cảm tạ điều gì, lúc vừa rồi chỉ cần mình nói một câu lập tức tôn thái sẽ giết rất hổ liền. Người yên tâm, sự tình hôm nay hết thầy ta đều không nói với ai. Ta, rất hổ, lấy cự ma tộc ra phát thệ, rất hổ hít sâu, ngưng trọng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, với tốc độ của tinh la bàn cũng phải tốn một ít ngày mới từ bên cạnh của mảnh nhỏ xuyên qua, rốt cuộc đi tới vị trí của cơn lốc xoáy lớn kia. Trên bình địa lúc này chỉ còn một ít tu sĩ đang khoanh chân ngồi đang trâu đầu ghé tay khe khẽ nói nhỏ với nhau. Tất cả đều bàn luận về việc kiếm tiền kia, chẳng qua mọi người trong mảnh nhỏ đều đã bị tôn thái giết chết do đó người bên ngoài phòng trừng cũng không biết kiếm tiên kia trung quy là ai sở hữu cách lốc xoáy một đoạn vương lâm thu hồi la bàn cùng rất hổ hai người bay về phía trước rất nhanh đã đi tới cái bình điện nơi có cơn lốc xoáy kia hai người mắt nhìn lẫn nhau vương lâm liền ôm quyền cười nói rất hổ huynh chu tức tình gặp lại nói xong hắn vỗ vào túi chữ vật phu hồi đình dùng để quay về xuất hiện ở trong tay rất hổ hít sâu chân thành nhìn vương lâm nói tằng huynh nếu có cơ hội nhất định phải tới cựu ma tộc ta và ngươi hai người phải nâng cốc uống một trận vương lâm cười ha hả gật gật đầu vu hồi đỉnh trong tay mở ra lập tức trước người hắn xuất hiện một lốc xoáy thật lớn vương lâm nhìn thoáng qua tiên giới này lần cuối cùng rồi nâng bước chân bước vào trong lốc xoáy biến mất dạng sất hổ vỗ túi chữ vật đồng dạng trong tay xuất hiện một cái đỉnh mở đỉnh ra rồi tiến vào mấy tháng gần đây chu tức tình đã xảy ra không ít đại sự nhưng trong tất cả các sự kiện này là mọi người để mắt nhất có thể nói khiến tất cả tu chân quốc cấp 4 của chu tức tinh lâm vào rung động là đệ tử hạch tâm của Chu Tức Quốc, Hồng Điệp bị người khác chặt đi một tay. Cô gái Hồng Điệp này từ lúc theo tiêu diệt liên minh bốn phái, thuyết phục quốc được đề thăng lên tu chân quốc cấp 5. Từ một loạt sự kiện này, danh khí tại Chu Tức Tình nổi lên như cồn, có liên quan đến cô gái này, nghe đồn thủy chung chưa tới trăm năm đã là hóa thần hậu kỳ, lập tức được Chu Tức Quốc nhìn chúng, trở thành đệ tử hạch tâm. Tất cả sự việc này đều được bàn luận. Hai năm trước, Hồng Điệp cầm vũ đỉnh tiến vào tiên giới, việc này căn bản không nhiều người biết lắm. Nhưng ở năm tháng trước, trên đàn tế của Chu Tước Quốc thường mỗi trăm năm một lần là lúc Chu Tước Quốc là lúc triệu tập toàn bộ tu chân quốc cấp 5 tiến hành hội nghị. Hội nghị đang thảo luận được một nửa đột nhiên trên không trung xuất hiện dị biến, một luồng lốc xoáy thật lớn từ không trung xuất hiện, từ trong cơn lốc xoáy hồng điệp bay ra, nàng bị chặt đứt một tay, sau khi rơi xuống đất chỉ nói một tên rồi lập tức hôn mê, Tăng Ngưu, đây là cái tên mà hồng điệp trước lúc gần như hôn mê nghiến răng nghiến lợi nói ra, tất cả sứ giả của năm tu chân quốc lập tức oanh một tiếng đầu bàng hoàng, việc hồng điệp cụt tay miệng nói ra tên danh tự tằng ngưu tin đồ này từ trong chu tước tinh truyền ra lập tức giống như một trận cuồng phong tên tằng ngưu giờ phút này bỗng nhiên nổi lên như cồn hoàn toàn áp chế đứng trên tên hồng điệp trở thành tâm điểm ở chu tước tinh chính là ngôi sao sáng làm mọi người chú ý tất cả mọi người đều phỏng đoán không biết tằng ngưu này rốt cuộc là tu sĩ của tinh cầu nào đúng lúc này hồng điệp tỉnh dậy nói ra lai lịch tằng ngưu tàng ngưu Ngư này là tu sĩ của chu tước đích xác là người thuộc tằng thị gia tộc lời vừa nói ra lập tức toàn bộ chu tước tinh ầm ầm sóng dậy trước tiên lão tổ của tàng thị gia tộc giờ ra phả cha, không ngờ đúng thật có người trong tộc tên là Tầng Ngưu, tuy nhiên niên kỳ của người này chưa đến 30, Tu Vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Tiếp theo người này mang theo gia phả đi đến Chu Tức Quốc, đem gia phả dâng lên để chứng minh tàng gia trong sạch. Kể từ đó có tin đồn có liên quan đến tàng ngưu lập tức trở thành đề tài của tất cả tu sĩ say xưa bàn luận. Lại có vô số tu sĩ tiến hành điều tra cẩn thận, muốn tìm ra thân phận thật của người này nhưng cuối cùng cũng không có ai thành công. Đối với việc này, Chu Tức Quốc hiếm thấy lại không có động thái gì bình thường giống như việc này không có phát sinh. Cái tên Tàng Ngưu, sau sự việc này ở Chu Tước Tinh trở thành cao thủ thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Tàng thị gia tộc mặc dù lần nữa khẳng định Tàng Ngưu này không phải là Tàng Ngưu thật nhưng người tin cũng không nhiều lắm. Thường xuyên có tu sĩ ở các quốc gia mộ danh tới bái phòng. Điều này làm cho Tàng Ngưu lúc thì có tâm lý khủng hoảng, có lúc lại có một tia đắc ý. Cái sự tình này, ở ba ngày trước thiếu tộc trưởng cự ma tộc sau khi trở về, lập lập tức lại rộ lên. Rất hồ trở về lập tức dẫn đến phần lớn tu sĩ đến bái phòng. Chu tước quốc lại phái ra một người đến để điều tra sự tình có liên quan đến Tằng Ngưu. Đối với bất kỳ sự tình gì liên quan đến Tằng Ngưu, sắt hổ thủy trung ngậm miệng không nói gì cả. Cuối cùng Chu tước quốc cử người tới áp bức, lúc này mới nói ra một câu. Ta không biết tên thật của hắn, chỉ biết gọi là Tằng Ngưu. Người này tu vi sâu không lường được. Về phần ân oán giữa đạo hữu Hồng Điệp và người này thì tại hạ không rõ. Nhưng theo ta nhận thấy là đạo hữu Hồng Điệp đã xuất thủ trước, sau ba lần như thế Tằng Ngưu rơi vào đường cùng mới phản kháng hại lời của ta nói ra nếu như có chút nửa câu hư cấu thì nguyên thần tan nát sất hổ nói xong lời này lập tức tuyên bố bế quan xin miễn tiếp hết thảy các loại khách những lời này không biết làm sao lại được người nào đó truyền ra cái tên tàng ngưu này lại một lần nữa lại dậy lên lần này cuồng mãnh như sóng khiến cho tàng ngưu thanh thế đại chấn tiếp theo hồng điệp ở chu tước quốc thương thế chuyển biến tốt đẹp lập tức thông qua chu tước quốc phát ra một đoạn thông điệp tàng ngưu cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc ta chờ ngươi đến tìm ta tàng ngưu ngươi rốt cuộc là ai Nghi vấn này không chỉ tồn tại trong lòng xuất hồ, hồng điệp mà còn thậm chí tồn tại trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tất cả đều đoán tàng ngưu này là ai. Mặc dù hồng điệp từng ấn hạ hình ảnh vào trong họa giản lưu lại trong chu tước quốc tuy nhiên vẫn chưa công bố ra, rốt cuộc không ai biết chu tước quốc đang có tính toán gì không, tàng ngưu và cha ta tên giống nhau, cha ta từng kêu là đại ngưu. Ở trong một môn phái nhỏ của tu chân quốc cấp 4, một người đàn ông trung niên nhìn phương xa, thì thảo tự nói, ở chu tước tinh nơi mà vương lâm trước khi tiến nhập tên giới, vào lúc này trên không trung mây đen dày đặc từng luồng sấm sét lóe ra mưa to liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống mưa này đã liên tục rơi hơn một tháng thủy chung không ngớt trong những ngày mưa này mặc dù là các tu sĩ cũng rất ít đi ra ngoài sơn môn càng không cần phải nói đến phàm nhân một ngày này ở phía chân trời xa xa bay tới hai đạo kiếm quang ở phía trên có một quần sáng như hòa đem mưa ngăn trở bên ngoài trong quần sáng có hai người một già một trẻ lão già kia tóc bạc phơ trên mặt các nếp nhăn nổi lên còn thiếu nữ kia khoảng 17-18 tuổi dáng vẻ xinh đẹp. Sư phụ, bay trong ngày mưa này linh lực tiêu hao nhanh hơn, cứ coi như là một phương pháp tu luyện vậy. Thiếu nữ cười nói, không tồi, nếu ngươi luôn luôn chăm chỉ như thế thì trong vòng 10 năm có thể kết tan. Lão già cười ha hả, sư phụ, người nói tầng ngưu kia tu vi của hắn ở tầng nào mà không ngờ có thể đem thiên kiêu chi nữ của chú tước quốc chặt đứt một tay, hay là hắn đã đạt tới anh biến kỳ trong truyền thuyết. Thiếu nữ đột nhiên hỏi, tầng ngưu, đây là một cao nhân tiền bối, vi sư làm sao có thể bình luận. Tuy nhiên theo như phân tích của vi sư thì tu vi người này chắc là hóa thần hậu kỳ, không có khả năng là anh biến. Nếu không, theo như lời nói thì Hồng Điệp tuyệt nhiên không chỉ cụt tay mà là bỏ mạng. Lão già vừa mới dứt lời bỗng nhiên phía trước có tiếng ầm ầm, từ giữa không trung truyền ra một tiếng sét đánh. Nhưng mỗi lúc bên trong khoảng không sấm sét bỗng nhiên một nhiều lên, bên trong trận sấm sét ấy một cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện. Từ bên trong lốc xoáy này xuất hiện những tia chớp điên cuồng lao ra, giống như có vạn con ngân xà ầm ầm tàn ra, không ổn lão nhân sắc mặt đại biến ôm lấy đệ tử bên người bay nhanh lui về phía sau đồng thời tay phải bấm quyết từ trong túi chữ vật lập tức bay ra một chiếc bảo kính hình bát quái bảo kính vừa xuất hiện liền dừng trước người lão nhanh chóng xoay tròn chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng bảo kính hình bát quái này lập tức xuất hiện mấy đường nứt thoáng cái đã vỡ tan lão nhân không kịp đau lòng nương theo một khắc bảo kính vỡ vụn lại lui ra sau mấy trượng nhưng tia chớp giữa không trung cũng đã hùng mạnh rít gào lao đến ánh mắt lão nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng cắn răng đẩy thiếu nữ ra quát lên đi sư phụ sẽ ngăn cản cho con đi mau sư phụ ánh mắt của thiếu nữ đỏ lên đang muốn nói tiếp nhưng ngay lúc đó tia chớp đột ngột xé rách không trung mà đến này bỗng dừng lại ngay sau đó co rút lại hình thành một khối cầu đồng thời quả cầu chớp này bỗng nhiên lóe lên ngoài sáng trong tối từ trong đó một người thanh niên mặc áo trắng bước ra lão nhân và đệ tự ngơ ngác quan sát cảnh tượng trước mặt hồi lâu không thốt ra được lời nào thanh niên áo trắng từ trong tia chớp bước ra thần sắc như thường, quan sát bốn phía, thở sâu một hơi, cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người hai thầy trò kia. Thanh niên áo trắng này đúng là Vương Lâm, Chu Tức Tinh, ta đã trở về. Vương Lâm lẩm bẩm tự nói, sau đó nhìn về một giờ một trẻ đối diện mình, cười hiền hòa, nói: Đạo hữu, Chu Tức Tinh gần đây có phát sinh đại sự nào không? Dựa theo phân tích của Vương Lâm, chuyện Hồng Điệp bị chặt mất một tay kia sau khi trở lại Chu Tức Tinh chắc chắn sẽ tạo ra đôi chút sóng gió. Lão nhân đứng chán trước người thiếu nữ, cảnh giác nhưng vẫn cung kính nói tiền bối gần đây trên chu tước tình phát sinh không ít sự tình không biết chuyện mà ngài muốn nói đến là chuyện gì vương lâm mỉm cười nói có những sự kiện nào đều kể ra ta nghe một chút lão nhân chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ phía sau đã lập tức cười nói sự kiện lớn nhất đương nhiên là việc liên quan đến tằng ngưu tằng ngưu vương lâm ngẩn ra xoa xoa mũi đái lòng khẽ động lập tức hiểu ra đúng thế đại sự chính của chu tức tình đúng là đằng ngưu việc hồng điệp bị cụt mất một tay đúng là do hắn gây ra thiếu nữ nói tiếp không để ý rằng sư phụ nàng đang trừng mắt nhìn sang vương lâm trầm mặc một chút mỉm cười việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn nên giờ nghe được cũng không thấy bất ngờ mà lại tùy tiện hỏi thêm tên tàng ngưu này không biết bộ dạng như thế nào có bị chu tức quốc truy nã hay không thiếu nữ đang muốn nói tiếp thì bị sư phụ nàng ngăn lại lão nhân cẩn thận nhìn vương lâm kính cẩn nói tiền bối chu tước quốc cũng không tuyên bố điều gì liên quan đến việc truy nã tàng ngưu Vương Lâm cười cười lão nhân, liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, vỗ túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một bình đan dược nhỏ, ném ra phía trước, cười nói, tiểu nha đồng ngươi là người thẳng thắn, không tồi, so với sư phụ ngươi thì mạnh mẽ hơn, bình đan dược này rất có lợi đối với việc kết đan của ngươi, cho ngươi. Nói xong, thân mình Vương Lâm khẽ động, biến mất tại chỗ, theo sự biến mất của hắn, cơn lốc lôi điện giữa không trung cũng chậm rãi tiêu tan, mưa lại từ trên trời rơi xuống, lão nhân hít thở một hơi thật sâu, hiện tại tâm thần vẫn còn chút bất định. Người thanh niên này tuy vẫn nói cười ôn hòa nhưng lại mang đến cho hắn loại cảm giác giống như một pho tượng thiên thần. Chỉ cần đối phương vung nhẹ tay thì bản thân mình sẽ tan thành mây khói. Sư phụ, đây là đan dược gì? Thiếu nữ nhìn vào bình đan dược, tò mò hỏi. Lão già tiếp lấy mở ra, vừa nhìn sắc mặt đã lập tức đại biến. Hắn vội vàng đổ ra một viên, đưa lên mũi người người, thân thể lập tức chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đem viên đan dược bỏ lại vào trong bình, lại nhanh chóng thu vào từ chữ vật nắm lấy thiếu nữ, vội vàng rời khỏi nơi này. Trong lòng thiếu nữ thấy buồn bực, mãi cho đến khi hai người thoát đi chừng hơn 10 dặm, không kịp được lại hỏi thêm một câu. Lão nhân thở sâu, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, nói, đồ nhi, người nọ nếu không phải lấy nhầm đan dược thì nhất định là một tu sĩ thực được kinh người. Đan dược này tên là toái địa đan, có hiệu quả tốt đến độ khó có thể tin được đối với kết đan kỳ tu sĩ. Trong bình này có đến ba viên, ba viên này ở trong thủy lỗ quốc chúng ta tuyệt đối có thể dẫn đến một tràng sát kiếp, thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm, hai thầy trò này cũng không biết rằng tuyệt đại bộ phận của toái địa đan này đều bị văn thú của vương lâm ăn sạch, thân mình vương lâm bay giữa đất trời, phương hướng của hắn chính là sở quốc, ở phụ cận với tu ma hải, đã nhiều năm hắn chưa quay về, hiện tại đại cừu của hắn đã được báo, hành trình trong tiên giới cũng đã chấm dứt, cũng đã đến lúc nên trở về nhà, nếu không phải là do vu hồi đỉnh xuất hiện chút trục trặc thì mình sớm đã trở về, không nghĩ tới rằng mình bị truyền tống đến một tinh cầu hoang vắng, đáy lòng vương lâm thầm nhủ, thực tế vốn mấy ngày trước hắn đã trở lại nhưng sau khi tiến vào vu hồi đỉnh trong lúc đang truyền tống không ngờ xuất hiện trục trặc có chút sai vị trí nên bị đưa đến một tinh cầu không hề có chút sinh khí nào lại nói khoảng cách tinh cầu này đến chu tước tinh cũng không xa lúc này đây trời cũng bắt đầu tối vương lâm ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy tinh cầu kia mặt trăng này không ngờ cũng là một tinh cầu chẳng qua nó nhỏ hơn rất nhiều mà thôi vương lâm thở sâu tốc độ lại nhanh hơn hóa thành một đạo ánh sang vòng cung bay nhanh đi tại mặt trăng kia thật là đáng tiếc, chỉ tạm dừng lại một chút, liền lập tức lại bị truyền tống đi. Trên mặt trăng có một cỗ dao động kỳ dị, khi tu vi cao thâm một chút nhất định phải lên tìm hiểu mới được. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên, nội tâm thầm nhủ, Vương Lâm một đường ngày đêm không ngừng nhanh chóng bay đi, dù sao nơi này cũng cách sở quốc quá xa, cuối cùng, hắn đành sử dụng cổ truyền tống trận vài lần mới giảm bớt được phần lớn lộ trình. Về phần cái tinh la bàn kia, Vương Lâm nhận thấy chỉ có thể trong hư vô hoặc tinh không mới có thể sử dụng được, còn ở chu tước tinh thì lại không thể mở ra tinh la bàn thiếu mất một góc ngoài ra còn khuyết thiếu một loại tài liệu không biết nếu có thể khôi phục toàn bộ thì có sử dụng được ở trên chu tước tinh hay không nếu mà dùng được thì dù có gặp anh biến kỳ tu sĩ ta cũng có thể trốn thoát được còn chu tước quốc vì sao lại trong tuyên bố truy nã ta việc này có chút cổ quái trong khi phi hành vương lâm xuất ra một cái mũ rơm từ trong túi chữ vật đội lên đầu trận pháp cấm chế bên trong mũ rơm có nhiều điểm không thể giải khai lần này trở về sở quốc nhất định phải dụng tâm nghiên cứu kỹ càng còn có cấm phiên thông qua bảo kiếm của đệ tử đại la kiếm tông nhất định có thêm không ít cấm chế có tính công kích chỉ đáng tiếc là bảo kiếm này ta chỉ có được ba thanh một thanh bảo kiếm đại la kiếm tông vương lâm có được là do giết một tên đệ tử môn phái này hai thanh còn lại là do vô ý đạt được trong túi chữ vật của xuất hổ trong hư không bế quan khổ tu để đạt đến hóa thần trung kỳ tìm kiếm tài liệu để sửa chữa tinh la bàn nghiên cứu mũ rơm hoàn thiện cấm phiên thật sự có rất nhiều việc phải làm Vương Lâm cười khổ, còn có thác lâm trong cổ thần chi địa, nhiều năm đã qua, không biết người này đã tu vi đạt đến trình độ nào, nhất định trước khi hắn rời khỏi cổ thần chi địa ta phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Vương Lâm thầm nhủ, nghĩ đến thác lâm, Vương Lâm không khỏi nhớ đến thiên vận tử, chuyến hành trình đến tiên giới này không ngờ cũng không gặp người sư phụ tương lai này, không ngờ hôm nay, thiên vận tử tiền bối lại đối đầu với người đứng đầu của đại la kiếm tông. Trung niên nhân đại chiến với sất hổ không ngờ cũng là môn hạ của thiên vân tử chỉ không biết có phải là đệ tử của vị tiền bối này hay không. Ngày sau, khi tu vi ta đủ rồi, đi thiên vận tinh, không biết người này có ghi món hận này cho ta hay không. Vương Lâm nhớ mày, tu vi thanh giam lão nhân của Đại La Kiếm Tông thật quá cường đại, chẳng lẽ là vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Đáng tiếc là ta chưa gặp qua vấn đỉnh lão quái vật nên không thể ước định được. Tuy nhiên, từ ý tứ trong lời nói của hắn thì tu vi so với thiên vận tử phải kém hơn một chút. Do vậy, thiên vân tử tiền bối, người chuẩn bị thu ta làm ký danh đệ tử trăm năm tu vi sẽ như thế nào lúc trước ta ở bên cạnh không biết thiên vận tử tiền bối có biết hay không vương lâm thầm nhủ lần hành trình trong tiên giới này thu hoạch thật phong phú chỉ có điều bên trong tiên ngọc bảo tháp có nữ thì nên cũng hơi phiền phức việc của chu giật tiền bối nếu ta đã đáp ứng cũng sẽ không thay đổi chỉ không biết là việc chu giật tiền bối đuổi theo thanh giam lão già có kết quả như thế nào vương lâm bay đi trong đầu hiện lên một loạt các ý niệm vũ chi kiếm tiên chờ ta sau khi trở lại sở quốc nhất định muốn xem có thể lấy được ra khỏi bảo tháp hay không vương lâm thở sâu thân mình dừng lại, từ trên không trung hạ xuống. Trước mặt hắn là một tòa cổ truyền tống trận, Vương Lâm có chút đau lòng xuất ra một khối cục phẩm linh thạch, sau khi đặt vào bên trong, thân ảnh hắn dần biến mất, cách đó 100 vạn dặm, thân ảnh của Vương Lâm hiện ra, hắn sờ sờ túi chữ vật, đáy lòng thầm nhủ, cục phẩm linh thạch cũng không nhiều, may mà lần này trong túi chữ vật cướp được có một ít cục phẩm linh thạch, chẳng qua, sau khi phân chia với rất hổ chỉ còn có khoảng hơn 20 khối, phải dùng cho hợp lý mới được cực phẩm linh thạch này ngày sau chắc chắn có tác dụng khác nữa vương lâm vẫn không dừng lại lập tức lao ra tiếp tục bay đi thời gian chậm rãi trôi qua một tháng sau vương lâm đứng ở bên ngoài một cỗ truyền tống trận khác vỗ vỗ túi chữ vật đang muốn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch bỗng nhiên đáy lòng hán khẽ động thần thức tản ra sau khi phát hiện không có ai ở xung quanh mới cẩn thận xuất ra một khối tên ngọc phẩm chất của tiên ngọc cao hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch không biết có thể sử dụng để mở ra cổ truyền tống trận được hay không vương lâm trầm mặc đem tiên ngọc đặt vào bên trong trận pháp nháy mắt khi đặt tiên ngọc vào trong trận pháp truyền tống trận lập tức lóe ra ánh sáng nhàn nhàn trận pháp ầm ầm chấn động không ngờ bốn phía còn xuất hiện một loạt kẽ nứt li ti đồng thời một bức họa hư ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt vương lâm bên trong bức họa này có tám điểm lóe lên trong đó có một điểm có ánh sáng không ngừng lấp lóe vẻ mặt vương lâm ngần ra chứng kiến những vết nứt li ti bốn phía ngày càng nghiêm trọng không kịp suy nghĩ ánh mắt chợt sáng lên điểm tay vào một điểm sáng trên bức họa lập tức hắn nghe ầm một tiếng trận pháp lập tức sụp đổ ở khoảnh khắc trước khi sụp vỡ tiên ngọc trên trận pháp bắn lên bị vương lâm thu vào trong tay cùng lúc đó thân thể hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng toát ra từ trong trận pháp bao bọc lấy chớp mắt đã biến mất sau khi vương lâm biến mất một làn gió nhẹ thổi qua cổ truyền tống trận này lập tức hóa thành cho bụi chỉ để lại từng đạo dấu vết nhàn nhạt, nhạt trên mặt đất lần truyền tống trận này vương lâm có cảm giác như hắn đi vào đường hầm thông qua tinh không lên tiên giới tuy nhiên cảm giác này chỉ tồn tại trong giây lát đã tiêu tan thân ảnh của vương lâm lại xuất hiện ở trong một cỗ truyền tống trận cách chỗ cũ không biết bao xa thần thức vương lâm đảo qua với sự điềm tĩnh của hắn mà cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nơi này không ngờ chỉ cách tu ma hải có gần 80 vạn dặm một lần truyền tống vượt qua cả mấy cổ truyền tống trận vương lâm phân tích khoảng cách này ít nhất cũng là ngàn vạn dặm không ngờ chỉ trong chớp mắt đã vượt qua được quãng đường mà đáng nhẽ phải mất hơn một tháng mới xong điều này làm cho nội tâm vương lâm không khỏi có chút khiếp sợ hắn cúi đầu nhìn vào khối tiên ngọc trong tay nhan sắc của nó giờ không còn là một màu trắng thuần nhất nữa mà đã hơi có chuyển thành màu xám chiếm chừng một phần mười khối tiên ngọc hồi tưởng lại bức họa hư ảo trên cổ truyền tống trận vương lâm bỗng nhiên hiểu ra rằng có lẽ đó mới là cách dùng chân chính của cổ truyền tống trận lực lượng của cực phẩm linh thạch chỉ có thể truyền tống được đến cổ truyền tống trận gần nhất mà thôi chỉ khi sử dụng tiên ngọc mới có thể đem tất cả các điểm truyền tống trận mở ra do đó có thể được lựa chọn tuy nhiên một lần truyền tống lại tiêu tốn mất một phần mười khối tiên ngọc mặc dù hắn cũng có không ít tiên ngọc nhưng tiêu hao như thế thì hắn cũng không duy trì được không phải là ở truyền tống thêm mà là tiêu hao tiên khí chỉ sợ là ở chu tước tinh người có thể sử dụng tiên ngọc để truyền tống cũng không nhiều lắm vương lâm tự diễu thân mình khẽ động lại bay về phía trước sự tình so với vương lâm dự đoán cũng không sai biệt nhiều lắm ở chu tước tinh người có thể sử dụng tiên ngọc để mở ra truyền tống trận tuy rằng không phải không có nhưng thật sự cũng rất ít chỉ có vấn đỉnh lão quái vật ở chu tước quốc mới có thể không đau lòng lấy tiên ngọc ra để truyền tống trong khi vương lâm đang bay đi hắn sờ sờ vào chiếc vòng trên cổ tay trong lần thứ hai chiến đấu với hồng điệp lôi oa còn ếch điện dĩ nhiên rơi vào trạng thái hấp hối lúc này tuy nó đang ở trong khu thú quyền hấp thu linh lực nhưng tần suất đã từ mấy ngày một lần giảm xuống thành mấy tháng một lần trong lòng vương lâm hiểu rõ nếu không phải hắn luôn cứ vài ngày lại rót linh lực vào thì mạng sống của lôi oa đã sớm không giữ được nữa lần này đến sở quốc không biết uyển nhi có thể chữa khỏi cho lôi oa được không đây ai vì mình mà con thú này mới gặp phải nông nỗi này vương lâm ta không thể không để ý đến được trong lòng hắn thầm nghĩ như thế cổ tay bỗng chuyển đến một tia dao động rất nhỏ như là đáp lại suy nghĩ của hắn ngay vào lúc đó tại vân thiên tông ở sở quốc lý mộ uyển đang ngồi ở đông uyển các trước người nàng đặt một chiếc đàn ngón tay ngọc ngà của nàng lướt trên dây đàn tạo ra những khúc nhạc tuyệt vời hơn trăm năm thời gian đã trôi qua đối với vương lâm mà nói chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng đối với lý mộ uyển thì đúng là quá lâu dài giờ phút này dung nhan của nàng có chút thay đổi có vẻ tăng thương so với năm đó thực sự mà nói nếu không có sự trợ giúp của lộ thủy từ hạt châu nghịch thiên trợ giúp thì nàng đã sớm hóa thành một đống xương trắng rồi một trăm năm này vẫn thủy chung dừng lại ở kết đan hậu kỳ linh dịch mà huynh cho muội đã bắt đầu mất tác dụng rồi thân thể của muội đã ngày một suy yếu nếu trong mười năm tới vẫn không thể kết anh muội trong ánh mắt lý mộ uyển hiện lên một tia bi nàng mạnh mẽ đè nén không để nước mắt ứa ra nhưng tiếng đàn cũng đã đem tâm trạng của nàng biểu lộ ra ngoài chứa đầy vẻ bất đắc dĩ và bi phàm là những người nghe được đều cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Vương Lâm, rốt cuộc huynh đang ở đâu? Vẻ xót xa, xa trong mắt Lý Mộ Uyển càng nồng đậm hơn, đáy lòng nàng rất đau, rất đau. Cảnh gặp gỡ với Vương Lâm cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, đây là động lực duy nhất khiến nàng có thể kiên trì chờ đợi. Nếu không có phần ký ức này, thân thể nàng dù chưa vong nhưng tâm nàng đã sớm chết rồi. Vương Lâm, có lẽ khi huynh trở về, chúng ta đã âm dương ly biệt. Rốt cục, nàng không kìm nén được nữa, hai hàng lệ lan dài trên má. Giờ khắc này, bên ngoài lầu các có hai người đang đứng đó cả hai tóc đều bạc trắng tiếng đàn của tông chủ lộ ra ý tử vong ai một lão già lắc lắc đầu nói liễu phỉ trong trăm năm qua tông chủ đã kết anh ba lần nhưng đều thất bại dù đã ăn vào vô số đan dược nếu không phải trong lòng nàng luôn mang ý niệm sẽ gặp lại người kia thì sợ là ở lần kết anh thất bại 30 năm trước cũng đã hương tiêu ngọc nát lão già hắc y bên cạnh cười khổ nói tống thanh người nói người kia hắn vẫn còn sống sao trong đầu liễu phỉ hiện ra một thân ảnh lạnh lùng thân mình lập tức run lên dù trăm năm đã qua nhưng hắn thủy chung vẫn không quên được ý niệm kinh khủng năm đó một trăm năm trước hắn là nguyên anh sơ kỳ làm sao mà chết được nếu ta đoán không làm thì lúc này hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ tống thanh trầm mọc một chút khẽ thở dài nỗi sợ hãi trong lòng hắn so với liễu phỉ càng sâu đậm hơn cảnh tượng năm đó thường xuyên khiến hắn gặp ác mộng phải bừng tỉnh chàng giết chóc kia đã dĩ nhiên trở thành tâm ma của hắn ai mặc dù hắn có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ thì sợ rằng cũng không có cách gì cứu được vận mệnh của vân thiên tông ta vẻ mặt của liễu phỉ trở nên chua sót tống thanh trầm mặc hồi lâu sau đó cười khổ nói tu sĩ ngoại lai kia ba ngày trước đã tiêu diệt thanh thiên môn không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây ngay cả sứ giả đại nhân cũng bị thực lực của người này dọa cho bỏ chạy không chút dám phản kháng vận mệnh của vân thiên tông ta dĩ nhiên đã xác định rồi liễu phỉ chua sót nói bốn nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão ba mươi năm trước lưu trưởng lão hóa thần nhưng không thành thân vong hiện tại công tôn trưởng lão không biết sinh từ thế nào ai hắn thở dài đúng lúc này tiếng đàn đứt đoạn từ trong lầu truyền ra âm thanh dịu dàng của lý mộ uyển mời hai vị tiền bối tiến vào nói chuyện thân thể của uyển nhi không được khỏe không tiện ra đón liễu phỉ và tống thanh vội vàng cung kính vâng dạ nhìn nhau một cái rồi vội vàng tiến lên bước vào trong lầu lý mộ uyển ngần ngơ nhìn cây đàn lắc đầu nhẹ, nhẹ nhẹ nhìn về phía hai người ánh mắt liễu phỉ lộ ra thần sắc phức tạp thấp giọng nói tông chủ bảo trọng thân thể đánh đàn như thế này rất hao tâm tổn sức lý mộ uyển than nhẹ mỉm cười nói ta hôm nay đã suy yếu lắm rồi dù không đánh đàn cũng không thể sống quá 10 năm được liễu phỉ thầm than có tin tức gì của công tôn trưởng không lý mộ uyển bình thản hỏi bảy ngày trước công tôn trưởng lão đi tìm tu sĩ ngoại lai kia đến nay vẫn chưa quay về sợ là ánh mắt của tống thanh lộ ra nét bi ai không nói thêm gì nữa lý mộ uyển trầm ngâm không nói hồi lâu sau cười thảm nói liên quan đến lai lịch của tu sĩ ngoại lai kia đã tra được chưa liều phì nói chỉ biết rằng người này thoạt nhìn thì độ tuổi không lớn am hiểu sử dụng các loài độc trùng trên người đầy vẻ khát máu nhất định là một kẻ hiếu sát một tháng trước hắn đột ngột xuất hiện trong lãnh thổ của sở quốc ta trong bảy ngày hắn diệt liền ba môn phái giết mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ ba ngày trước toàn bộ đệ tử thanh thiên môn bị giết sạch chỉ có mấy người ra ngoài thăm người thân mới may mắn tránh được một kiếp này lý mộ uyển ngơ ngác nhìn ra cửa sổ hồi lâu sau đó đang định mở miệng nói chuyện tiếp thì khuôn mặt nàng đỏ lên khác thường toàn thân run rẩy, bắt đầu ho khan dữ dội. Liều Phỉ và Tống Thanh lập tức lại lộ vẻ lo âu. Lý Mộ Uyển tay phải giữ chặt lấy miệng, ho khan một lúc mới dần bình thường lại. Nàng nhìn thoáng qua máu tươi ghê người trong lòng bàn tay, cầm khăn lau đi, hạ giọng nói: Qua mấy ngày nữa, chờ cho thân thể ta khỏe lên chút sẽ đem hồn huyết trả lại. Các ngươi hãy tự chạy trốn đi thôi. Tông chủ, Liều Phỉ và Tống Thanh gần như đồng thời lên tiếng, ánh mắt lộ ra đầy vẻ chua sót. Tuy nói rằng hồn huyết hai người vẫn ở trong tay Lý Mộ Uyển nhưng 100 năm qua, Lý Mộ Uyển không một lần đem việc đó ra áp chế họ, lại lấy thân phận vãn bối đối xử với họ, người chứ không phải cây cỏ. Trăm năm qua, một tiêu oán hận ngày xưa của hai người cũng đã sớm tan tành mây khói. Tông chủ, Âu Dương Tử đã nghiên cứu tục mệnh đan nhiều năm, cũng sắp thành công, thân thể của người nhất định sẽ có thể hồi phục. Liều phỉ nói, Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có ích gì đâu dù thật sự luyện thành cũng chỉ có thể khiến ta có thêm chút sức sống mà thôi. Mười năm qua, ta nhận ra rằng ta đã dần trở nên già đi, có lẽ vài năm nữa, tóc ta sẽ bạc trắng. Hơn nữa, Vân Thiên Tông cũng khó tránh thoát được kiếp nạn lần này. Tống Thanh chua Sót nói, Tông Chủ, chúng ta có thể tìm sự trợ giúp từ cự ma tộc. Tên tu sĩ ngoại lai này dọa sứ giả của cự ma tộc phải bỏ chạy, tất nhiên cự ma tộc sẽ ra tay, chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian là được. Cự ma tộc, Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu nói, trong mắt của cự ma tộc, chúng ta chẳng qua chỉ là một công cụ để luyện đan mà thôi. Hơn nữa, ta nghe nói cự ma tộc vì việc giữa thiếu tộc trưởng và tàng ngưu mà đang lâm vào tình trạng hết đường xoay sở, sợ rằng không rảnh để bận tâm đến chúng ta. Tàng ngưu, ai? Nếu người này không xuất hiện, cự ma tộc tất nhiên sẽ không thể không chiếu cố chúng ta. Liệu phỉ nói, nếu là tàng ngưu kia có thể đến sở quốc chúng ta, kiếp nạn nguy khốn này nhất định có thể được giải trừ. Tống Thanh tự giễu nói, lời này của hắn chẳng qua chỉ là cảm khái mà thôi, trong lòng căn bản là đến một phần vạn cũng không nghĩ đến. Liều phỉ cười khổ nói, tăng ngưu đó là tiền bối cao nhân mà ngay cả thiên tri kiêu nữ Hồng Điệp cũng bị chặt mất một tay, sợ rằng đến tên của sở quốc ta cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi lưu ra đi thôi, đem ý của ta nói cho hai vị đại trưởng lão đang bế quan, đợi ta đem hồn huyết trở lại thì đều tự rời khỏi đây đi. Lý mộ uyển nhẹ nhàng nói, tông chủ, ngươi thì sao, hãy cùng đi với chúng ta. Liều phỉ nói, trong mắt Lý mộ uyển lộ ra đầy vẻ xót xa, lúc này đây. Nàng không hề cảm thấy sợ hãi, Vân Thiên Tông, dù có chạy trời không khỏi nắng thì nàng cũng không thể rời đi, cho dù phải chết, nàng cũng muốn chết ở chỗ này, đây chính là nơi ước định giữa nàng và Vương Lâm. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, trong mắt lại hiện lên thân ảnh của Vương Lâm. Vương đại ca, chỉ có một đầu tiểu thú từ trong mi tâm của Lý Mộ Uyển bay ra, quanh quẩn bên người nàng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn, con mắt bé nhỏ nhìn Lý Mộ Uyển, lúc nháy lúc không, Tiểu Linh Chủ nhân ngươi đang ở đâu? Tay ngọc của Lý Mộ Uyển vuốt ve trên đầu của tiểu thú, nhẹ giọng nói, "Quãng đường 80 vạn dặm, Vương Lâm một đường nhanh chóng bay đi, một ngày nọ, hắn đứng bên cạnh Tu Ma Hải, bỗng nhiên nội tâm chấn động, hắn nhìn về phía sở quốc xa xa, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia rung động, hắn trước giờ vẫn chưa lần nào rung động như thế, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, Tâm Ma, không có khả năng, lấy tu vị của ta, Tâm Ma bình thường không thể tiến vào bên trong Nguyên Thần, thân mình của Vương Lâm vẫn không dừng lại, tiến vào tu ma hải nhiều năm cũng chưa gặp lại uyển nhi phải mua chút gì đó mà nàng yêu thích khóe miệng vương lâm lộ ra một tia mỉm cười thân mình vương lâm nhoáng lên một cái hướng về tu ma hải nhanh chóng bay đi dọc theo đường đi tốc độ của vương lâm vẫn không chậm lại sau khi sử dụng mấy cái chuyển tống trận ngày nọ khoảng một vạn dặm phía trước hắn xuất hiện một tòa thành trì thành này tên là ma nghịch thành xếp thứ ba trong số 10 đại thành của tu ma nội hải so với những tòa thành trì trước đây vương lâm từng đi qua đều rộng lớn hơn không chỉ mấy lần trong ngọc giản bản đồ của vương lâm có miêu tả đôi chút về tòa thành này chẳng qua những tư liệu này đều là trước khi tu ma hải bị xâm lấn lúc này đây tu ma nội hải hỗn tạp với rất nhiều thế lực lớn nhỏ mới hình thành nên có thay đổi gì hay không vương lâm cũng không biết được nhưng chuyến này hắn đến không phải là muốn gây chuyện mà chỉ là muốn mua cho lý mộ uyển ít quà tặng mà thôi sau khi giao nộp mấy khối linh thạch cấp thấp vương lâm tiến vào mang nghịch thành bên trong thành phần đông là tu sĩ đi lại rất náo nhiệt vương lâm đội chiếc mũ rơm vừa nhìn quanh mọi nơi không khỏi mỉm cười. Phía trước, bên cạnh rất nhiều lầu các thì có một tòa lầu năm tầng cực kỳ hợp nhãn, trên đó có một bảng hiệu thẳng đứng viết ba chữ, luyện khí các, Vương Lâm chậm lại, hướng về nơi này bước đến. Sau khi tiến vào tòa lầu này, Vương Lâm quét mắt nhìn qua, liền trực tiếp bước lên tầng 2, những vật phẩm ở đây, hắn cũng không để vào mắt, vì thế đi thẳng lên tầng 3. Trong tầng 3, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một quyển sách cổ, cẩn thận thưởng thức. Sau khi thấy Vương Lâm đi lên, hắn buông quyển sách xuống, cười nói vị quan khách này không biết ngài cần mua vật phẩm gì vương lâm nhìn lướt qua bình thản nói đan phương người đàn ông trung niên mỉm cười nói đan phương thì luyện khí các có không ít không biết quan khách muốn mua loại đan phương nào ngũ phẩm trở lên vương lâm ngồi xuống ghế bên nói ánh mắt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên ngưng trọng hắn tự uống một ngụm trà nói đan phương ngũ phẩm đều là vật vô giá luyện khí các của mang nghịch thành cũng không có nhiều chỉ có ba cái quan khách chờ một chút ta mang đến cho ngài nói xong người này vội vàng lên tầng trên không lâu sau cầm ba cái hộp cấm mang xuống theo sau hắn còn có một lão nhân hai mắt sáng người thân thể phát ra từng trận linh uy hắn thản nhiên nhìn vương lâm một cái trầm mặc không nói gì vương lâm cũng tùy ý liếc nhìn lão nhân một cái sau đó liền chú đến đến mấy hộp cấm trên tay người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên đặt hộp cấm xuống cười nói đây là ba cái ngũ phẩm đan phương hai cái trong đó là lấy từ vân thiên tông của sở quốc còn một cái là đến từ thiên nhai môn của đại mạc đây là ngọc giản ghi lại công hiệu của đan dược mời quan khách xem nói xong tài hắn vừa lật đã xuất hiện ba khối ngọc giản đặt trên hộp gấm vương lâm lần lượt cầm từng cánh ngọc giản lên bên trong chỉ có công hiệu của đan dược mà không có phương pháp luyện chế đan phương thì nằm ở trong hộp gấm năm đó trước khi rời đi vân thiên tông vương lâm đã nhìn qua một lượt tất cả các ngũ phẩm đan phương ở đây lúc này đây hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ngọc giản chứa đan dược của vân thiên tông thần thức chỉ đảo qua một chút liền không để tâm nữa mà tập trung vào ngọc giản miêu tả đan dược của thiên nhai môn hồi lâu sau đó vương lâm buông ngọc giản xuống bình thản nói ta muốn quy nguyên đan này của thiên nhai môn luyện khí các của người có lục phẩm đan phương không người đàn ông trung niên so dự một chút nhìn lão nhân bên cạnh lã ta thần sắc ngưng trọng gật gật đầu người đàn ông trung niên lập tức cười nói đan phương từ lục phẩm trở lên đều là vật vô giá luyện khí các của chúng ta cũng chỉ có một cái tuy nhiên vật ấy không phải là để bán ra như bình thường mà là bán ra tại tu ma hội đấu giá tổ chức 10 năm một lần. Quan khách nếu là muốn mua thì không ngại chờ thêm hai tháng, hai tháng sau chính là lúc diễn ra hội đấu giá. Vương Lâm nhấn mày nói, không cần, ngũ phẩm đan phương này bán như thế nào? Người đàn ông trung niên cười nói, quan khách muốn lấy vật đổi vật hay là dùng linh thạch để mua. Linh thạch, Vương Lâm nói, trên mặt người này lộ ra vẻ khó xử, nói, cái này, hễ là những vật phẩm đạt đến một cấp bậc nhất định, luyện khí các ta thường không bán lấy linh thạch. Vương Lâm nhấn mày, đứng lên, tay phải vỗ túi chữ vật lập tức ném ra một vật, sau đó cầm lấy hộp cấm có chứa đan phương rồi bước xuống lầu. Lão nhân sừng sờ, theo bản năng tiến lên một bước, nhưng vào lúc này, từ bên trong mũ rơm vương lâm đang đội trên đầu lóe ra một đạo hàn măng. Tâm thần lão nhân lập tức chấn động, nguyên anh suýt nữa tiêu tan, hoảng hốt dẫm mạnh mấy bước, lùi nhanh ra sau, không dám ngăn cản thêm chút nào nữa, để mặc vương lâm bước xuống tầng dưới. Người đàn ông trung niên tiếp lấy vật vương lâm ném đến, chỉ nhìn thoáng qua, thân mình lập tức run lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi đây là nửa khối cục phẩm linh thạch lấy hiểu biết của vương lâm giá trị của ngũ phẩm đan phương và nửa khối cục phẩm linh thạch cũng ngang nhau hơn nữa vương lâm xuất ra không phải là nửa khối mà là một phần tương khối mấy ngày này hầu hết các cửa hàng trong phần lớn thành trì của tu ma nội hải đều có một người đội mũ rơm tiến vào thu mua đan phương ban đầu thì các chủ quán cũng đưa ra cái giá phù hợp nhưng là càng về sau càng quá đáng cuối cùng thậm chí còn xuất ra cái giá trên trời chẳng qua tại một cửa hàng khi không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cấp đoạt thì cũng là gặp phải tay ương ngập lầu sau đó tin đồn liên quan đến một vị hóa thần tu sĩ đầu đội mũ rơm đã lập tức truyền khai đối với vương lâm mà nói việc này cũng rất có lợi tối thiểu việc thu mua đan phương của hắn đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều trong 10 ngày với sự trợ giúp của cuộc truyền tống trận vương lâm đã đi đến biên giới của tu ma hải và sở quốc trong thời gian này tổng cộng hắn đã mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương nếu huyền nhi nhìn thấy những phương thuốc này chắc chắn sẽ rất vui sướng khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở Quốc, hắn không che giấu tướng mạo nữa, đem mũ rơm cất đi, nhưng ngay khi Vương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở Quốc, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông, trong miệng gầm nhẹ, muốn chết, sau đó thân mình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, triển bạch là một kẻ đến từ Ngũ Cấp tu chân quốc Bỉ Lô Quốc, cái tên này đại biểu cho giết chóc và máu tanh, bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bỉ Lô Quốc, một đường tu hành cuối cùng đạt đến nguyên anh hậu kỳ sau đó không hiểu vì sao lại trộm lấy bảo điển của chị ma đạo phản bội sư môn dưới một đường đuổi giết hắn liên tục trốn thoát tuy bản thân cũng bị trọng thương nhưng cũng giết không ít đồng môn những kẻ truy sát y cuối cùng dưới sự truy sát của một hóa thần kỳ tu sĩ triển bạch trốn đến cửu u man hoang tại đây rốt cục hắn trốn thoát khỏi vị hóa thần kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên trăm năm thời gian không ai biết được một trăm năm này hắn như thế nào có thể sinh tồn chỉ biết một trăm năm sau đi ra không ngờ hắn đã đạt đến hóa thần kỳ Càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng, vừa trở ra, người này lập tức giết tới chỉ ma đạo, khi ra tay, vô số độc trùng bên người gần như hóa thành một mảnh mê đen, dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng có một số người bỏ mình dưới tay hắn, hắn biết rõ rằng chỉ ma đạo có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại nhưng vẫn dám tiến đến đổ sát, điều này cho thấy bổn sự của hắn, cuối cùng hắn lại bị đuổi giết, một đường phải chạy trốn, đuổi giết hắn là một vị trưởng bối trong sư môn, một hóa thần trung kỳ tu sĩ cuối cùng người này bị hắn dẫn vào trong cửu u man hoang sau đó cũng không thấy tung tích gì truyền ra nữa 30 năm sau triển bạch lại đi ra khỏi man hoang tu vi tuy vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng cũng không có tin tức gì của vị trùng bối kia tuy vậy người này cũng từ bỏ việc trả thù chỉ ma đạo mà rời khỏi bản quốc đi tha hương lưu lại một loạt hung danh những tu sĩ chết dưới tay hắn đã không thể kể hết được thậm chí hóa thần trung kỳ đối mặt với hắn cũng có chút đau đầu hắn tu luyện một loại pháp thuật mà dường như nắm giữ được một tấm thân bất tử mỗi lần có vẻ như giết được hắn thì thực tế chỉ là một trong số các phân thân của hắn mà thôi. Cuối cùng, người này chiếm được một cái vũ đỉnh trở thành một trong những người được lựa chọn để tiến vào tiên giới. ở tiên giới, hắn vẫn hoành hành như trước, chỉ cuối cùng gặp phải một kẻ khó có thể trêu chọc được là vương lâm, không hãm hại được lại tổn thất mất mấy phân thân, đành bất đắc dĩ mở ra vu hồi đỉnh, quay trở lại chu thức tinh. Có thể nói, trong sáu người của chu thức tinh lần này, hắn là kẻ đầu tiên quay về. trong khi truyền tống trong vu hồi đỉnh, hắn cũng giống như vương lâm bị sai lệch, chẳng qua, Vương Lâm bị chuyển tống đến một tinh cầu khác, còn hắn may mắn hơn, dù không chuyển tống về đúng chỗ cũ nhưng vẫn ở một chỗ khác ở Chu Tức Tinh, chẳng qua lại là ở trong Tu Ma Hải, tại Tu Ma Hải, bởi vì lần đi tiên giới bị tổn thất thảm trọng nên triển bạch lại tiến hành giết chóc, hệ tu sĩ nào gặp hắn, gần như toàn bộ đều táng thân, những con trùng tử của hắn, sau khi hấp thu máu huyết của rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, triển bạch cứ một đường sông tới, tiến nhập sở quốc, cho nên việc tiêu diệt mấy môn phái cũng là nhằm cho chủng tử của hắn có thêm thật nhiều huyết nhục thỏa mãn nhu cầu của đám chủng tử này vì thế tu sĩ của sở quốc mới lâm vào kiếp nạn này sứ giả của cự ma tộc ngay khi thấy người nọ tiến đến nội tâm âm thầm kêu khổ tuy hắn cũng là hóa thần kỳ nhưng cũng là không phải do tự bản thân cảm ngộ mà là do hấp thu cảm ngộ của người khác để đột phá thực lực của hắn thoải mái bắt nạt nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng nếu là gặp phải những kẻ dũng mãnh như triển bạch thì không thể chống cự được hắn chỉ có thể chạy đi tạm thời tránh khỏi đầu sóng ngọn gió triển bạch đứng trên một đỉnh núi cao chót vót bốn phía xung quanh hắn có nghìn nghịt vô số trùng vân hai mắt hắn lộ ra vẻ khát máu nhìn chằm chằm vào một môn phái xa xa vân thiên tông đây là đệ nhất tông phái của sở quốc rất am hiểu luyện đan hừ qua hôm nay toàn bộ số đan dược này là của ta nghe người của mấy môn phái trước đây nói rằng tông chủ của vân thiên tông là một mỹ nhân ta thật muốn nhìn sau khi bị trùng tử của ta ký sinh thì rốt cục xinh đẹp ở chỗ nào triển bạch khẽ động thân hướng về vân thiên tông bay đi từng trận gào thét của đám trùng tử này vang khắp cả trời đất thanh thế kinh người mấy ngày trước đem một tên nguyên anh hậu kỳ tiểu bối của vân thiên tông làm thịt trước khi chết hắn còn nói vương lâm sẽ không bỏ qua cho ta thật là nực cười tên vương lâm này là ai sao ta chưa bao giờ nghe tới hơn nữa sở quốc chỉ là một tam cấp tu chân quốc không có khả năng có được hóa thần kỳ tu sĩ tên vương lâm này cùng lắm chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ có chút lợi hại mà thôi đã là một tiểu bối như thế thì gặp một tên ta giết một tên hư mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ triển bạch ta há chưa từng giết qua sao sau khi tiêu diệt sở quốc này ta liền một đường giết về cựu u man hoang đến lúc đó nhất định phải khiến trùng vương sinh ra sau khi trùng vương ký sinh lên thân thể ý cảnh của ta liền đạt đến hóa thần trung kỳ tăng ngưu đến lúc đó ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể kháng cự lại ta không triển bạch cười lạnh chuyến đi tiên giới dưới, dưới con mắt của triển bạch là cả một sự sỉ nhục tên tàng ngưu kia chính là một nhân vật vốn không có tên tuổi không ngờ khi mình bị đuổi giết lại chẳng thèm quan tâm, nếu không như thế, cùng với hắn liên thủ nhất định có thể khiến cho kẻ truy sát kia bỏ mạng đương trường. Thật không ngờ tên tàng ngưu này có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp, tại chu tức tình này thanh danh của hắn vang dội, hư, hết thảy những điều này đáng nhẽ phải thuộc về ta mới đúng. Tàng ngưu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta với ngươi sẽ đại chiến một trận, triển bạch cười lạnh, nhưng lập tức, hắn nhớn mày lên, lầm bầm, con thú loa kia của tàng ngưu đúng là con vật khác chế trời sinh với đám chủng tử của ta ánh mắt hắn chớp lên hạ quyết tâm lần này bất kể thế nào cũng phải mạo hiểm tiến vào chỗ sâu bên trong cửa u man hoang để tìm trùng vương một khi trùng vương sinh ra như vậy lôi oa sẽ mất đi tác dụng của nó trước khi đó ta chỉ cần không trêu chọc vào tầng ngưu là được người này có thể chặt đứt một tay của hồng điệp thì tu vi không thể như biểu hiện bên ngoài là hóa thần sơ kỳ được tuy nhiên chu tức tình này rộng lớn như thế dù là ta muốn trêu chọc cũng tuyệt không dễ dàng gặp được triển bạch hơi nhẹ một tiếng thân mình bay đi cực nhanh nháy mắt đã đến bên ngoài Vân Thiên Tông. Vân Thiên Tông bị bao phủ trong một mảnh mây trắng, không phải tự nhiên sinh ra mà là hộ sơn đại trận của Vân Thiên Tông. Chẳng những nó có thể thủ hộ tông môn mà còn có thể che giấu cả càn khôn bên trong, rất kỳ diệu. Triển Bạch lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm mây trắng bên trên Vân Thiên Tông một chút, cười khinh miệt, quát: "Những tên tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ đây, mở ra hộ sơn đại trận, tống xuất đan dược, còn nữa, tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta." Bên trong Vân Thiên Tông vẫn một mảnh yên tĩnh, một lúc sau truyền ra một thanh âm dịu dàng anh ta thanh âm này cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mang theo một cỗ ý chí kiên định tiền bối bản thân là hóa thần kỳ tu sĩ cần gì phải làm khó một cái tông phái ở tiểu quốc như thế này nếu về mặt đan dừa có yêu cầu gì mời tiền bối phân phó vân thiên tông ta toàn lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối trong mắt triển bạch lộ ra vẻ trào phùng nói thật sao nói vậy ngươi hẳn là tông chủ của vân thiên tông phải không vãn bối chính là tông chủ của vân thiên tông còn mong tiền bối không làm khó cho một tiểu phái như vân thiên tông ta thanh âm của lý mộ uyển từ từ truyền đến vẫn rất êm tai đầy vẻ nhu nhược truyền bay khử nhẹ một tiếng nói ta thật muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của vân thiên tông rốt cuộc bộ dáng như thế nào nói xong tay phải hắn vươn lên hướng về mây trắng giữa không trung hùng hăng chụp xuống chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng mây trắng lập tức tan vỡ chẳng qua sau khi tan ra lại nhanh chóng ngừng tụ lại lần nữa a à, trận pháp này cũng có chỗ thần kỳ không phải là do vân thiên tông người bố trí ánh mắt triển bạch chợt lóe lên tiền bối trận pháp này là do cự ma tộc vì bảo vệ cho sự an toàn của vân thiên tông ta mà từ mình bố trí mong tiền bối nể mặt cự ma tộc đừng tiếp tục làm khó chúng ta lý mộ uyển than nhẹ lại nói cự ma tộc triển bạch có chút trầm ngâm ánh mắt lóe lên tay phải lại vung lên đám trùng vân bốn phía lập tức ông một tiếng gào thét sông lên đánh tới chỉ nghe từng trận âm thanh ca ca không ngừng vang lên từ chỗ mây trắng thanh âm này ngày một lớn cuối cùng gần như chỉ còn tiếng vù vù của trùng tử, cự ma tộc thì đã sao, dù đích thân rất hổ đến đây, cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta. Triển Bạch cười lạnh, tay phải lại xuất ra một trào. Ầm, um, một tiếng nổ vang lên, mây trắng tan tành, những tầng mây liên quan xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tan, một đạo sóng gợn vòng tròn bỗng nhiên tản ra, một đạo ánh sáng trượt lóe lên từ trung tâm rồi biến mất, cùng với mây trắng tiêu tan, một loạt các tòa lầu các làm từ linh thạch cực kỳ hoa lệ xuất hiện trước mặt Triển Bạch những tòa lầu các liên miên không dứt nhìn không thấy giới hạn triển bạch không khỏi thở sâu hai mắt trừng lên hồi lâu sau hắn cười văng nói vân thiên tông này cũng quả là giàu có không ngờ sử dụng linh thạch để xây dựng quy mô như thế này tuy còn kém hơn tiên giới rất nhiều nhưng ở chu tức tình này cũng ít gặp ha ha từ nay về sau nơi này sẽ là của triển bạch ta hộ sơn đại trận dễ dàng bị người ta phá vỡ mọi người trong vân thiên tông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng triển bạch bước chân tiến vào trong vân thiên tông hơn trăm trượng bên người hắn đều là dày đặc trùng vân màu đen gào thét liên miên một ít nữ đệ tử có tu vi thấp của vân thiên tông thậm chí suýt chút nữa bị dọa cho khóc lên tay phải triển bạch chụp ra mấy đệ tử của vân thiên tông lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên chỉ thấy trong trùng vân lao ra một đám trùng tử chúng xông tới lập tức liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết trên người mấy tên đệ tử này lập tức phủ kín bởi vô số trùng tử thậm chí một số đã chui được vào trong cơ thể Tiếng kêu thê lương thảm thiết này vang lên trong tai của mọi người của Vân Thiên Tông khiến tâm can như bị xé rách. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.